Hôm nay mình giải lại cái bài này bởi vì hôm qua mình ngộ nhận là ít dương ha, ít y thỏa mãn cái ràng buộc bất thức này thì mình không có suy ra được ít dương, mình chỉ suy ra được ít khắc không ha. Mình có được vế trái vế phải dương nè, suy ra vế trái phải dương, mà vế trái này cái số hạng này nó là căn bậc 5 quỹ mùa 6 thì căn bậc 5 quỹ mùa 6 dương chỉ cần đòi hỏi ít khắc không chứ không cần đòi hỏi ít dương ha. Hôm qua mình ngộ nhận dẫn đến cái đáp số cũng sai. Mình lưu ý rằng đây chính là cái câu hỏi trong đề khảo sát chất lượng toán 12 của Sở Bắc Ninh năm 2023-2024. Câu hỏi này liên quan đến hàm số mũ, hàm số logarit và bài toán tìm giá trị nhỏ nhất. Điều đầu tiên mà chúng ta có thể nghĩ đến là chúng ta làm cho cái ràng buộc bất thức này nè nó dễ dàng hơn, nó đơn giản hơn ha, chính xác là đơn giản hơn. Đưa ra một cái thông tin dễ nắm bắt hơn, từ đó chúng ta có thể tìm giá trị nhỏ nhất của B. Và chúng ta có thể viết lại x nhân căn bậc 5 của x chính là bằng căn bậc 5 của x mũ 6. Thì chúng ta thấy sự xuất hiện, sự lặp lại của x mũ 2 nè, chính xác là căn bậc 5 của x mũ 2 và e mũ x cộng y chia 5 nó lặp lại ha. Thì với x y thỏa sao ta có ta đặt đi ha, a bằng căn bậc 5 của x mũ 2 và b bằng e mũ x cộng y chia 5. Ta có thể nhận thấy được rằng là vế trái này nè, ta biến động một chút xíu ha, nhân hai vế cho 5 nè, ta có là 5 lần A mũ 3 B mũ 2 lớn bằng 2 lần B mũ 5 cộng cho 3 lần A mũ 5. Chúng ta có thể thấy được rằng A không âm nè, từ đó chúng ta thật ra chúng ta chỉ cần A không âm là đủ rồi, B dương ha, nên chú ý thêm A không âm B dương. Một lát chúng ta có chỉ ra được rằng là thật ra A cũng dương luôn ha. A B thỏa mãn điều này, B dương A không âm thì ta có được là A mũ 3 B mũ 2 cũng dương, suy ra A dương luôn nè. Thì chúng ta có thể nhận ra cái sự liên hệ giữa hai vế này với vấn thức Cauchy ha. Ta áp dụng vấn thức Cauchy cho 5 số bao gồm B mũ 5, B mũ 5, A mũ 3, A mũ 5, A mũ 5, A mũ 5, 3 số A mũ 5 và hai số B mũ 5. Vấn thức Cauchy cho 5 số. A mũ 5, A mũ 5, A mũ 5, B mũ 5 và B mũ 5. Các số dương ha, ta được. Các số không âm, thật sự nó dương luôn đó. 3 lần A mũ 5 cộng 2 lần B mũ 5 thì lớn bằng 5 lần căn bậc 5 của A mũ 5 lũy thừa 3 nhân cho B mũ 5 lũy thừa 2 thì bằng 5 lần A mũ 3 B mũ 2. Đây là điều số 1, đây là điều số 2. Từ 1 và 2 ta sẽ suy ra được dấu bằng ở 2 xảy ra ha. Hay là A bằng B ha. Hay là A mũ 5 bằng B mũ 5. Vấn thức Cauchy này áp dụng cho 5 số này đạt được dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi A bằng B, A mũ 5 bằng B mũ 5. Do đó chúng ta có được là x mũ 2 bằng E mũ x cộng y.
Thì chúng ta viết như thế này có vẻ nó không thấy nó sự tương đương ha, nhưng thực ra cái điều bên trên này nó sẽ tương đương nè, cái điều sau nè, ràng buộc vấn thức sau này sẽ tương đương một cái ràng buộc phương trình này. Và từ đây chúng ta có thể nghĩ đến việc rút y theo x thay vào b là tìm giá trị nhỏ nhất của cái hàm số một biến thì x ha. Giờ đó x khác không chứ không phải là x dương như hôm qua mình nói ha, và log này b x bình phương bằng x cộng y. Đấy. Y bằng log x bình phương trừ x với x là khác không. Rồi chúng ta thay cái thông tin này vào b ha, b bằng 3 lần x bình phương trừ y, tức là bằng 3 lần x bình phương cộng x trừ log x bình phương. Chúng ta xem đây như là cái hàm g, hàm theo x. Khi ta khảo sát hàm số này trên R hiệu 0 ha, R hiệu tập một cái tập hợp có chứa một phần tử là 0 ha. Tập đó. Được rồi. Bằng 3 nhân 6x cộng 1 trừ cho đạo hàm của log u ha, là u phẩy là 2x trên cho u bình. Thu gọn lại thì nó ra là 6x phương cộng x trừ 2 trên 1x với mọi x khác không. Chúng ta giải chương trình g phải x bằng 0. Chương trình này tương đương. Dễ dàng tìm ra được hai nghiệm là x bằng 1 phần 2 và x bằng trừ 2 phần 3. Chúng ta dựa vào bảng thi biến thiên của hàm g, ta sẽ chỉ ra được sự tồn tại giá trị nhỏ nhất của hàm g và tìm ra được giá trị nhỏ nhất của hàm g luôn ha. Bảng biến thiên của g, hàm số g đó. Ở đây chúng ta cũng không cố tình thôi, chúng ta cũng có thể điền đầy đủ thông tin cho nó chắc chắn ha. X g phẩy g trừ vô cùng trừ 2 phần 3. Không. Cái này là g phẩy một phần hai dạ, cộng vô cùng. Tại không thì g và g phẩy đều không xác định thôi. Tại một phần hai trừ 2/3 thì g phẩy âm. Chúng ta sử dụng công cụ giới hạn hoặc là bằng cách thay giá trị một cái giá trị cụ thể vào mỗi khoảng này, ta tìm xác định được dấu của g phẩy trên một khoảng ha. Trên khoảng này dễ dàng thấy được rằng là dấu này dương, dấu của g phải là dương âm, dương âm. Từ đó chúng ta có bảng biến thiên như thế này. Và chúng ta dễ dàng thấy được rằng là mấy cái giới hạn ở đây mình viết nhanh thôi ha. Giới hạn này thì bằng cộng vô cùng ha, nhưng mà thật ra chúng ta chỉ cần so sánh một số cái giá trị thôi. Giá trị này ha, ta tính giá trị này thôi, có thể ngay đây chúng ta không quan tâm cũng được.
Đây cũng vậy. À, hoặc là thôi chúng ta cứ tính luôn. À, thật ra các cái giới hạn này mình công nhận thôi, không chứng minh ha. Đây là cộng cuối cùng này. À, việc chứng minh cũng khá là phiền phức ha, như đối với trung học phổ thông. Cuối cùng. Cái cộng vô cùng kiểm tra ha, thì là cộng vô cùng ở chỗ này cũng là cộng vô cùng nha. Hai cái giới hạn này bằng cộng vô cùng thì chúng ta chú ý đến là giới hạn của log x là khi tính đến không nè, thì nó không hoặc là con cộng đó, phần trừ vô cùng có dấu trừ trước nè, cộng vô cùng được ha. Còn hai giới này hơi hạn này hơi phiền một chút. Rồi như vậy giá trị nhỏ nhất của hàm g tồn tại và nó chính là giá trị nhỏ nhất trong hai cái giá trị g tại trừ 2 phần 3 và g tại 1 phần 2. À, do đó giá trị nhỏ nhất của hàm g trên tập xác định của nó tồn tại nè. Và giá trị nhỏ nhất đó bằng giá trị nhỏ nhất trong hai cái phần tử này, g tại trừ 2 phần 3, g tại 1 phần 2. Ta lưu ý là g tại 2 phần 3 thì nó bằng trừ 2 phần 3 chứ không? Tính toán nha. À, sẽ tương ứng với phương án C nè, 2 phần 3 trừ 2 log Neper của 2 phần 3. Nó nhỏ hơn g tại 1 phần 2, nó bằng 5 phần 4 cộng 2 lần log Neper 2. Rồi, giá trị nhỏ nhất thì bằng g tại trừ 2 phần 3 bằng 2 phần 3 trừ cho 2 lần log Neper 2 phần 3. Đó, sửa lại xong cái lời giải của bài này ha. Ở đây thì hai cái giới hạn này hơi phiền phức một chút xíu ha. Giới hạn tại cộng trừ vô cùng. Đặt nhìn chọn phương án C. Đây là phương án chính xác ha. Chúng ta dừng lại đây ha.